Hello, hôm nay cái ban công của Nhung nó tương đối là gọn gàng, tương đối thôi, cho nên là Nhung sẽ quay lại nhé. Đây là cây bạch thiên hương này, đấy, Nhung có hai cây bạch thiên hương, cây này cũng đẹp này, đó, hai cây bạch thiên hương nhá. Thế còn cây này là ở dạng thế bonsai, Nhung cũng có hai cây, nhưng cây này là cây bonsai và cây này thì không không bonsai này, cây này là bình thường. Tên của nó thì Nhung chưa nhớ, thì Nhung sẽ mở ra xem nhé. Đó là cây cây này là cây gì nhỉ? Màu gà không phải, đây này, màu gà đây này, cây khế đây này, cây hoa hồng đây này, hoa hồng đây này, có hai cây hoa hồng, cây lộc vừng thì một cây để ở trong nhà, cây lộc vừng đâu nhỉ? Đây cây lộc vừng đây, đó. Hôm nay Nhung vừa mới lấy mà, cây lộc vừng này, cây dại yến thảo đúng là cây này này, cây dại yến thảo đúng là cây này, cây bạch thiên hương là cây này, cây này, cây mai tứ quý là cây này. Thế còn cây này là cây cây gì nhỉ? Cây này là dạng bonsai này, đây là dạng bonsai, bên này chính là cái cây mà hôm qua đây này, chính là cây hồng ngọc mai. Rồi, để xem nhé. Đây còn cây đèn lồng thì đây này, cây đèn lồng đây này, tôi sẽ điểm danh lại nhé, một loạt nhé. Cây đèn lồng của tất cả là 1, 2. Bên kia có một cây nữa, góc kia một cây nữa là 3. Tôi sẽ có cắm đèn nhé, đèn nhấp nháy nhé cho mọi người xem, rất là đẹp. Cây đèn lồng có tất cả là 3 cây đèn lồng, một cây đèn lồng này, hai này, đó. Để mình xem nào, cây đèn lồng, đây cây đèn lồng đây, hai cây đèn lồng. Cây mộc này, cây hồng ngọc mai, cây ngọc hồng và ngọc mai là cây này, cây này, cây hồng ngọc mai này. Đấy. Rồi là cây lộc vừng nhỏ ở trong nhà này, đây cây lộc trời, đây cây lộc vừng nhỏ ở trong nhà đây nhá, Nhung đã để ở đây nhá. Đó, cây này lấy từ hôm qua, còn hôm nay thì là mới lấy một cây, thì cũng bạn ấy cũng tính cho là 60. Cây hoa giấy màu cam, và hôm nay là lấy cây này, cây hoa giấy màu cam đây, chính là nó đây, cây hoa giấy màu cam này. Cây nguyệt quế thì chính là cái cây cây hoa trắng trắng đây đó, cây nguyệt quế là cây này nhá, cây nguyệt quế đây, cây tía tô này đây này, cây tía tô đây này. Còn cây hoa hồng ở đây nó có 3 cây, một cây hoa hồng đỏ, một cây hoa hồng màu hồng và một cây màu cam đó. Cây hoa hồng này, hai cây lá vối ở trong góc trong kia này, hai cây lá vối ở trong góc trong kia này. Ok, kiểm kê cây nhá. Còn cây nhài đây, cây nhài là chính là cây nhài hôm qua lấy, thì đây chính là cây nhài đâu nhỉ, cây nhài hôm qua lấy để đâu nhỉ, cây nhài này, cây chanh đây đó, cây chanh hôm qua lấy đấy, còn hôm nay thì có lấy thêm một cây chanh nữa mà hình như để đây cây nhài đây,
cây nhài đây rồi nhá. Đó. Thế còn cây nguyệt quế thì hôm trước cũng lấy mấy cây rồi. Còn cây này là cây cây mẫu đơn. Đó. Ở đây lại có một cây đèn lồng nữa, đây là cái ba đây, đúng không ạ? Đấy, và cây rau thơm một loạt đấy nhá. Đấy, thì cũng đã tỉa rồi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang tham quan cái khu vườn nhỏ nhá. Khu vườn nhỏ nhưng sẽ bật đèn lên. Đó. Đèn nhấp nháy này. Nhung sẽ bật đèn đèn này. Nhung sẽ cắm đèn màu rất chi là đẹp luôn. Rồi, chúng ta sẽ kiểm kê cây một vòng nhá. Rồi. Đây, cây đèn lồng đây. Thế vậy thì vị chi là có tất cả là 4 cây đèn lồng. Đó. Hai cây dạ yến thảo. Hai cây dạ yến thảo là từ hôm trước cô Mạnh mang đến cho này. Cây dừa cạn này. Đó. Cây này là cây hoa tím, cây là gì cũng quên mất rồi. Cây là cây hoa nhài này. Đó, chúng sẽ bật thêm đèn nhé. Đó, thêm đèn này, cả đèn đỏ, đèn xanh. Cây chanh này. Đây, cây chanh này. Rồi này. Cây bạch thiên hương thì để ở bên kia rồi này. Cây cây chè già thì ở bên kia nhá. Cây chè già này. À, cả đây thì xong luôn lại view lại cái góc này. View lại cái góc này nhá. Cây chè già đây, nó ở góc này này, để góc này. To chưa? Khổng lồ chưa? To khổng lồ chưa? Cái gốc của nó cũng to khổng lồ chưa? Mà đẹp lắm, cây này thế rất là đẹp luôn. Bạn ấy chọn cho Nhung cái cây này thật sự là rất là thế, nó rất là đẹp. Nhung sẽ bỏ cây cây bạch thiên hương này ra một chỗ khác để mọi người cùng ngắm nhé. Mà cho Nhung sẽ cho cái cây này vào đây. Nó tạm để tạm đây đã nhé. Chuyển cái cây mai tí tí vào trong đây này. Đó. Để chuyển cái cây bạch thiên hương này vào đây này. Người có thể nhìn chiêm ngưỡng. Đây, cây này là cây cây mai nó là thế bonsai, nó là dòng bonsai nhé. Dòng bonsai rất là đẹp luôn đấy, mọi người thấy xinh không? Cây này bonsai rất là đẹp luôn. Còn đây, cây B là bạch thiên hương này, còn cây này cây mai, đây là cây hồng ngọc mai ở dạng thế bonsai. Đây nó rất là đẹp, được chưa? Rất chi là đẹp nhá. Đây đây, và cây này là cây màu gà này, 7 cây màu gà này. Đó. Mẫu đơn thì đây rồi này. Mẫu đơn thì đây rồi này. Ok. Hoa giấy vàng đây nhá. Rồi này, khế đây rồi này. Khế đây nhá. Cây trà già ban trạ, cây trà già này thân gốc to chưa? Đó, thân gốc rất là to để làm trà già ban trà nhá. Đó, đẹp thế của nó, rất là đẹp luôn. À, tán lá xanh gì luôn, rộng kìa. Cây tiếp theo là cây cóc đây. Cây cóc có 10 quả. Cây cóc. Đấy, cây cóc cao chưa? Có tất cả là 10 quả nhá. Đấy, cây cóc này, cây hồng này ở bên kia rồi này, cây chanh này cũng ở bên kia rồi này. Ok, nhưng thấy xong rồi. Cây bách thủy tiên, bách thủy tiên ở bên bên này, mình sẽ quay qua bên này để chỉ cho mọi người cây bách thủy tiên nhá. Đó, cây này là cây bách thủy tiên đây. Đấy, cây bách thủy tiên này này. Đấy,
là cây hoa trắng mà lá nhỏ nhỏ này và đã nở hoa nhiều rồi. Cây này là cây ngũ sắc màu vàng, cây hoa ngũ sắc màu vàng. Đây là cây nguyệt quế này, à đúng rồi, cây nguyệt quế này đó. Thế còn cây là cây sen cạn hay còn gọi là cây phong nữ này. Đây, còn đây là cây chanh này, đây là nhài này. Còn cây này thì Nhung quên mất rồi, Nhung quên mất cây này là cây gì rồi. Cây này bạn ấy tặng thêm cho Nhung, cũng không phải là dạ yến thảo đứng. Còn đây là sen, đây là cây sen cạn này, hay còn gọi là cây phong nữ này. Đây còn cây là cây dừa cạn này đó. Đây còn đây là dạ yến thảo này, nó hai hai chậu dạ yến thảo này, cây đèn lồng này, vân vân và vân vân, được chưa ạ? Đây còn đây là cây hoa hồng leo này, cây hoa hồng leo nhé. Ok, Nhung xin phép tạm dừng video của mình ở đây nhá. Đây mới là hết hai cái ban công này của Nhung. Thế còn có một cái ban công này nữa. Ban công ở ngoài này thì bây giờ nó rất là tối và không nhìn được. Ban công ở ngoài cửa sổ này rất là tối, nhưng chắc là sẽ phải sắm thêm một bộ đèn nữa. Một bộ đèn nữa. Đây ban công này. Có cây này là cây mai tứ quý này. Cây này là cây cây hoa mộc này. Cây này cây hoa nhài này. Đấy, và đây trong đây nó tối lắm nhưng chẳng nhìn thấy rõ đâu. Thì Nhung sẽ làm một bộ đèn mới ở đây nhá, sẽ làm thêm một bộ đèn đèn chùm ở đây nữa cho nó đẹp đó. Nhung xin phép tạm dừng video của mình ở đây nha, mọi người nhìn thấy xinh không? Đấy, và ước mơ của Nhung nhờ, Nhung còn muốn làm thêm một cái Nhung còn muốn làm thêm một cái gì nhỉ, cái bể cá nữa, cái bể cá nữa. Thế và Nhung còn muốn lên trên tầng nữa, muốn lên trên tầng trên nữa để cho nó rộng và để trồng được nhiều cây.